màn thử thách vui nhộn giữa con nhà mình và con nhà người ta. Chị sợ quá à. Những vấn đề làm ảnh hưởng đến bữa cơm gia đình, lỗi là do ai? Điều mà bố mẹ muốn đấy là các con học được cách biết ơn và biết được cách quý trọng. Em muốn cho con em biết là ba mẹ đi làm là vì con, để mà con có được một cái cuộc sống tốt hơn. Con nhà người ta tập 11 phát sóng vào lúc 12 giờ Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2022 trên kênh VTV3. Con. Cái bài này là bài Ngôi nhà và đống rơm đúng không? Cái bài này nó ý nghĩa với gia đình em lắm nha anh. Tại vì mới đầu là gia đình em xuất phát điểm của những cái tập đầu tiên mà tham gia đó là ở nhà lầu. Xong rồi cái bắt đầu thua đó anh, nó đi theo, nó đồng hành cùng chúng em và nhà chúng em. Đến nay thì 6 thành viên đã bắt đầu ở nhà với là đống rơm rồi. Là đây là cái đống rơm này đúng không? Nè. Dạ. Là đây là cái đống rơm này đúng không? Nè. Dạ. Dạ không, cái đống rơm là cái chỗ của bốn đứa nhỏ. Cảm ơn các em, cảm ơn ngôi nhà của chúng ta. Mình sẽ nhắc lại một lần nữa về gia đình của mình cho tất cả mọi người nhớ nhé. Dạ, con tên là Phạm Hồng Phát, năm nay con 11 tuổi, sở thích của con là hát và đi du lịch. Biệt danh của con là Nến Hát. Nến Hát. Dạ, con xin chào tất cả các cô chú. Con là Thùy Lâm, năm nay con 11 tuổi. Sở thích của con là học tiếng Anh, chơi đàn và hát. Biệt danh của con là Nến Đa Tài. Nến Đa Tài. Con xin chào ban giám khảo, con chào các quý vị khán giả. Con tên là Đinh Gia Uyên, con 11 tuổi. Và con có biệt danh là Nến Đàn. Yeah. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Trần Đăng Khoa, năm nay con 11 tuổi. Biệt danh của con là Nến Nhảy. Và khẩu hiệu của gia đình mình là chơi hết sức, chạy hết mình, thắng hết cả. Chúc cho gia đình những ngọn nến lung linh ngày hôm nay sẽ có những phần thi thật là hay, thật là vui nha. Mời cả nhà mình về chỗ. Dạ, thưa quý vị khán giả, chúng ta đã đến với chương trình Con Nhà Người Ta và đây là tập thứ 3 của bảng C. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình VTV3. Và bây giờ xin được giới thiệu các vị trong ban bình luận đầu tiên, đó là tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Và hoa hậu Hương Giang. Và lần này quay trở lại với chương trình Con Nhà Người Ta, gặp các bé thì Giang thấy thế nào? Ngay khi mới bắt đầu chương trình thôi thì Giang đã thấy là Con Nhà Người Ta đang tràn đầy sức sống, sẵn sàng để thể hiện được hết tài năng của mình. Và Giang đang rất là ngóng chờ các tiết mục của Con Nhà Người Ta và Con Nhà Mình. Tiết lộ cho Hương Giang biết luôn là mùa này Con Nhà Người Ta với cái sự đầu tư và những cái phần thi rất là mới lạ, rất là hấp dẫn, chắc chắn sẽ mang đến cho không chỉ Giang đâu mà tất cả những ai theo dõi chương trình những cảm xúc thật là tuyệt vời. Cảm ơn Hương Giang đã đến với Con Nhà Người Ta. Và anh nghĩ biết không, ngày hôm nay em mời tới đây hàng xóm nhà em đó. Vậy thì em giới thiệu hàng xóm em đi. Hàng xóm ơi, lên đây chơi. Xin mời đội Con Nhà Người Ta. Hai ba quay. Hai ba đi. Dạ thưa quý vị, gia đình Con Nhà Người Ta với bố mẹ là hai gương mặt cũng rất là quen thuộc với mọi người, diễn viên Long Hồ và Hồng Phượng. Giới thiệu về con mình đi rồi nhà mình nữa Phượng. Dạ. Ồ luôn. Nhỏ con gái lớn. Dạ tên là Hồng Ngọc. Tại vì em Hồng Phượng mà phải đẻ ra nhỏ tên Hồng Ngọc chứ. À, dạ. Dạ. Còn đây bé trai dễ thương Công Vinh. Ủa sao phải tên Long Vinh, tên Long Hồ phải Long Vinh chứ. Dạ tại vì thấy chữ Long Hồ đó thì Long mà anh thấy rồi đó, chồng em hơi cong một chút. Chồng em hơi cong một chút. Cho nên là em đặt tên con em là Công Vinh. Vợ mà nói chồng công là sao? Vợ mà nói chồng công là sao? Thiệt là đau lòng. Thì em phải làm sao người ta mới nói vậy chứ. Đó là lời giới thiệu sơ qua của mẹ thôi. Nhưng mà bây giờ chú Nghĩa muốn hai con tự giới thiệu luôn nè. Mời con gái lên trước nha. Con xin chào tất cả các
Ban giám khảo, con chào mọi người. Con tên là Trương Hồng Ngọc, năm nay con 11 tuổi. Con có sở thích là hát, nhảy và múa. Con có biệt danh trong nhà là Nấm Kim Châm. Wow. Tiếp theo mời con trai. Xin chào quý vị ban giám khảo, con là Lê Công Vinh. Con có sở thích là xem phim và đi chơi thể thao. Con có biệt danh là Nấm Rơm. Dạ. Con thích chơi thể thao là chơi môn gì? Dạ, như là bóng rổ, bóng đá và cầu lông cũng có. Bóng rổ, bóng đá, cầu lông luôn. Dạ. Trời ơi, quá giỏi luôn nha. Vậy là ba Long Hồ với mẹ Hồng Phượng có hai đứa con, coi như là một bên thể thao, một bên là ca hát nhảy múa đủ cả. Nhà em có tên là Biệt Đội Nấm. Đây là nấm mèo. Nấm mẹ hả? Nấm mèo. À, nấm mèo, nấm mèo. Là nấm mèo. Đây. Nấm rơm. Nấm rơm. Đây, nấm kim châm. Còn ba. Nấm mối hả? Nấm độc. Độc. Dạ. Rồi, gia đình nấm. Dạ. À, có khẩu hiệu là gì nào? Luôn như nấm nhưng mãi vươn cao. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng đầu tiên mang tên Cùng con tỏa sáng. Dạ thưa quý vị, chúng ta cũng nhớ rằng là ở cái vòng đầu tiên là cái vòng thi mà các bé sẽ cùng với ba mẹ của mình tham gia một trò chơi. Ở nhà bên đây con nhà người ta thì có hai bé khỏi lựa chọn gì hết, cả nhà cùng chơi. Bên đây bốn đứa nhỏ, bây giờ mình lại phải lựa ra hai chiến binh xuất sắc để tham gia nè. Nói chung lại là lần này em không cần lựa nữa, tại vì em cảm giác thời tới rồi, bốc đại cũng thắng nữa. Rồi, cho nên em quyết định là chọn đây, người đàn ông trầm tính, ít nói, điềm đạm, trưởng thành, trưởng chắc, đứng lên luôn. Đăng trời khoa. Ơi chưa hết lại. Nếu mà mình chọn một nam trầm tính rồi, mình đừng nên chọn một cô gái trầm tính nữa. Mình chọn một cô gái cá tính, nổi trội, bứt phá. Đứng lên con. Gia Uyên. Như vậy là gia đình mình đăng khoa với Gia Uyên nha. Mời hai con với ba mẹ bước ở đây luôn. Lối thoát mê cung. Ba và mẹ sẽ cùng di chuyển bóng bàn bằng khối hình trụ để đưa bóng đến cho con. Khi con nhận được bóng, nhanh chân đem đến bản mê cung và dùng ống hút di chuyển che bóng lăn đến cuối đường mê cung để rơi vào rổ phía dưới. Trong vòng 3 phút, gia đình nào thu thập nhiều bóng hơn sẽ chiến thắng ở thử thách này. Hồ với Phượng vào vị trí chưa? Dạ xong rồi, tụi em lúc nào cũng sẵn sàng mà. Rồi, áp má vô sẵn đi. Áp má sẵn đi nè. 2, 3, bắt đầu. Rớt là mình phải lặp lại nha. Cố lên, cố lên, cố lên.
Và chúng ta đã vừa có một cái trò chơi rất là vui, nhưng mà hình như hơi mệt cái hơi mình chút xíu phải không con? Dạ, con cảm thấy nó rất là vui nhưng mà nó hơi bị hụt hơi à. Hơi bị hụt hơi. À, các bạn đã có một cái trò chơi mà có sự phối hợp của ba mẹ và các con luôn, rất là vui. Bây giờ mình đếm xem số banh trong giỏ mình là bao nhiêu. Dạ, rồi đội con nhà người ta, số trái banh là 1 trái, 2 trái. Đâu làm gì đâu em ơi. 3 trái. Kéo quá Ngọc ơi. 4 trái. Còn không chị? Hết rồi. Trời ơi, tiếc quá. Tiếc quá. Bên đó mấy trái? Dạ, bên đó tới tận 4 trái à. Ừ, dạ. Bên mình nè, 1 trái, 2, 3, 4. Hết rồi. Ủa, hết rồi à. Trời ơi. Không thể làm gì được. Xin mời cha mẹ ta bất cận lại cái khúc này, cái giỏ rổ xuống. Đây, 1 trái nữa. 5 trái. Phải nói là hồi nãy Ngọc thể hiện cái sự quyết tâm và đúng là đã làm không được anh, cái điều đó. Đâu có, em nãy có quyết tâm gì đâu, em mới dùng có 10 phần công lực thôi hả? Quyết tâm gì đâu. Tao chị sợ quá à. Thôi kệ, 2 tuần trước bên đây chưa may mắn, bữa nay được thần may mắn chiếu cố. Không anh, sao anh nói cái chiến thắng của tụi em là may mắn, năng lực. À, năng lực. Dạ. Coi như là ngày hôm nay mình thật sự có năng lực và mình giành chiến thắng trong trò chơi này. Yeah, giỏi quá, giỏi quá. Yeah. Xin mời ý kiến từ ban bình luận ạ. Mời chú Hoàng Duy. Chúc mừng cả hai đội đã vừa hoàn tất xong phần thi của mình. Trò chơi rất là vui nhộn. À, nhưng mà có một cái người mà Duy cảm thấy là đáng khen nhất đó là Vân Trang. Vì Trang đứng đó rất là kiểu mà muốn tham gia vào chơi cùng với các cháu luôn. Hòa mình dã man luôn, còn hơn cả những bạn chơi chính luôn. Dạ, camera không có ghi thấy cái gì hết. À, vậy là bên kia vừa thua mà vừa ăn vé. Con nhà người ta cũng rất là nhiệt tình, chơi cũng rất là hay. Đoạn đầu thì mọi người có vẻ là chưa tìm ra được cái cách, nhưng mà được một cái rồi thêm mọi người bắt nhịp, chơi rất là nhanh. Chỉ có một điều chống chỉ định đó là nếu như gia đình nào bố mẹ bị mỏi cổ vai gáy thì không nên chơi trò này. Dạ. Yeah. Vì thấy mọi người vận chuyển với lại chống chỉ định với quá. Bố mẹ nào có da dầu á anh. Dạ, nó trơn cái ống nó tuột xuống này. Chúc mừng. Tiếp theo, mời Hương Giang nhận xét về phần thi của hai gia đình nha. À, Giang có thể thấy là ngày hôm nay thì đội con nhà mình đã thắng rất là thuyết phục. Cả cặp bố mẹ và cặp hai bé đều chơi rất đó. Đẹp và rất fair play. Tự hào lắm. À, đội con nhà người ta có cái đoạn kia không biết có phải là do camera hay không mà có bắt được 2 lần, có cầm tay nhấc qua cái mê cung đúng không? Nói thiệt là gai cái camera đó lắm. Đúng cái rồi. Camera đứng sai rồi. Rất là khó di chuyển. Dạ, bây giờ đổi một cái mình thi lại nè. Quay lại được. Dạ, rất là khen hai ông bố bà mẹ của con nhà người ta đã rất là nghiêm túc, gương mặt rất là xuất thần trong trong suốt phần thi này. Biểu cảm chân thật. Chắc mọi người cũng không muốn nhìn lại ảnh chụp cái khúc này đâu. Chúc mừng cả hai gia đình. Cảm ơn Hương Giang. Xin mời cô Thúy. À, cô Thúy tiếp lời cô Hương Giang, nhưng mà cô chúc mừng là đó là vẻ đẹp tuyệt vời nhất của việc chơi hết mình. Không có xấu một tí nào hết ạ. Là Thúy nghĩ là thông điệp của trò chơi này là cả nhà cùng vui. Nó rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn chương trình đã có những trò chơi rất bổ ích. Dạ, cảm ơn ba bình luận. Và như vậy là ở vòng thi đầu tiên, đội con nhà mình sẽ nhận được 50 điểm. Yeah, yeah, yeah. Và đội con nhà người ta được 30 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai mang tên Yêu con đúng cách. Rồi bây giờ thì tới với vòng này, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống chia sẻ với nhau những cái bí quyết để có thể nuôi dạy con. Cái bí quyết nuôi dạy con thì nó có nhiều lắm, nhưng mà anh thấy có một cái này nè. À, biết là cái việc mà nuôi con á, là rất vất vả. Nó không phải chỉ là cái công sức mà nó đôi khi nó còn là cái chuyện mà kinh tế, chuyện tiền bạc trong gia đình nữa. Với những gia đình mà khá giả, dạ, nhưng mà với những gia đình trung lưu hoặc là với những gia đình khó khăn thì cái việc mà ba mẹ đi ra ngoài vất vả để kiếm tiền về nuôi con là có, đúng không? Dạ. Nhưng mà anh thấy là ba mẹ nhiều khi á, hay cho con biết về điều đó hoặc là kể cho con nghe về điều đó, giống như là than thở
kể công kể khổ với con, thì theo ý kiến của Trang thì Trang thấy cái việc này mình có nên không? Em nghĩ là một cái góc độ nào đó em nhìn là em thấy rất nên luôn. Có một cái câu hát ở trong Mang tiền về cho mẹ là may mắn vì ba mẹ nghèo cho con biết tiền làm ra khó đó. Thì thành ra là đối với em thì dù em có của ăn của để dư giả như thế nào, nhưng mà em vẫn nói với con là con ơi, cái đó rất là khó khăn để mẹ có thể đi làm kiếm tiền về, để mẹ có thể lo cho con, mua đồ cho con. Thì thành ra là con phải biết trân trọng, biết quý những cái thứ đó. Thì em nghĩ đó cũng sẽ là một cái cách để hay để cho con đó là một cái góc nhìn của Vân Trang ha. Và hôm nay với cái chủ đề này chúng ta sẽ mở rộng ra để cho tất cả các phụ huynh ở đây, kể cả ban bình luận, chúng ta chia sẻ có cái nhìn đa chiều về cái câu chuyện này để xem coi như thế nào. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng theo dõi một đoạn clip. Con nhà người ta. Con mời ba mẹ ăn cơm. Rồi. Mời con ăn cơm đi nha. Dạ. À mẹ ơi, mọi bữa con qua nhà bạn Ken á. Nhà bạn Ken có nhiều khủng long lắm á. Mà con khủng long kia nó đẹp lắm luôn đó mẹ. Nó còn kêu được tiếng nữa. Mẹ mua cho con nha, con hứa con sẽ chơi, giữ gìn và cẩn thận. Làm sao mua khủng long được con? Mẹ biết con khủng long đó, con khủng long đó mắc tiền lắm. Mẹ đi làm cực khổ, tháng lương đâu có bao nhiêu đâu. Rồi con khủng long đó nếu mà tính ra nha, là bằng chi phí nhà mình á, ăn cơm một tuần luôn đó. Nhưng mà con muốn mua cơ. Sao hôm nay con không ngoan gì hết vậy? Con có biết là ba mẹ đi làm rất là cực khổ để lo cho một mình con, không có thua sống với bạn bè không? Cho con đi học ở trong trường nè, lo cho con ăn uống đầy đủ, rồi cho con đi học thêm một bớt với người ta nữa, còn học võ, học hát, học đủ thứ hết trơn nữa. Thôi được rồi, ăn cơm đi con. Khi nào mà con học giỏi á thì ba sẽ thưởng cho con, chịu không? À, mà tuần rồi con làm bài anh Văn được nhiêu điểm vậy? Dạ, được 7 điểm. 7 điểm? Sao được 7 điểm? Rõ ràng là ba cho con đi học thêm ở trung tâm, thêm tùm lum chỗ cho mà. Sao con làm bài được có 7 điểm là sao? Dạ, tại vì con viết sai từ vựng. Con biết là ba mẹ làm cực khổ lắm, kiếm nhiều tiền để cho con học khắp nơi, để bằng bạn bằng bè không? Cái gì của con chỉ có ăn với học thôi, mà con học cũng không xong nữa. Con nhìn ở ngoài đường đi, biết bao nhiêu bạn muốn học thêm mà họ không có tiền để học, trong khi ba mẹ chắc chưa từng đồng từng cắt để cho con học, mà sao con không cố gắng học vậy? Thôi được rồi, La nó vậy được rồi, biết rồi. Để cho nhỏ ăn cơm đi. Ăn đi con. Ủa, ăn cái kiểu gì vậy hả? Ăn uống rồi phải ăn đàng hoàng lên, ăn mạnh dạn lên coi. Đâu mà nhơ vậy? Con phải biết trân trọng hộp cơm, hộp gạo, biết trân trọng đồ ăn. Vì đó là công sức của ba mẹ đi làm cực khổ, mồ hôi nước mắt của ba mẹ không đó. Mẹ đi làm về hả, cực cũng chết luôn á. Đáng lẽ người ta nằm người ta nghỉ vậy không? Mẹ phải vô mẹ nấu đồ ăn cho con ăn. Mẹ có ăn nhơ vậy đó hả? Con không ăn nữa đâu. Con không cần ba mẹ kiếm tiền nuôi con ăn học nữa. Con sẽ nghỉ học cho ba mẹ đỡ vất vả. Cái gì? Rồi con nghỉ học rồi con làm gì bí? Ủa sao hôm nay hết đổ việc gì vậy? Hả? Ba mẹ phải kiếm nhiều tiền nó con mới có tiền đi học đó bí à. Con nhà người ta. Vừa rồi mình thấy cái câu chuyện diễn ra trong một gia đình. Mình nhìn cái không gian ha, rồi mình nghe cái lời thoại của hai nhân vật á, thì mình thấy rằng đây là một gia đình cũng không phải là quá nghèo khổ, nhưng mà cũng không phải là một gia đình quá khá giả, tức là cũng phải đi làm lao động như bao nhiêu người khác thì mới có thể trang trải được tất cả mọi cái sinh hoạt phí trong gia đình. Và người bố và người mẹ trong câu chuyện này á thì luôn luôn nói về điều đó cho con, để cho con có thể tốt hơn, cho con có thể giỏi hơn. Nhưng mà mình thấy cái thái độ của cậu bé trong đoạn phim mình xem á thì hình như không có được thoải mái và hạnh phúc lắm với những cái lời chia sẻ từ ba mẹ. Vậy thì bây giờ chú Nghĩa sẽ hỏi các bạn nhỏ ở đây trước. Ở nhà có giờ con giống như cái bạn trong phim không? Hồi nhỏ con cũng có. Hồi nhỏ thì con cũng muốn mua đồ chơi, nhưng mà ba mẹ bảo là cái tiền đấy sẽ dùng vào việc khác. Và có không mua đồ chơi cho con. Nhưng mà chỉ nói là cái tiền này để dùng vào việc khác thôi, chứ ba mẹ không có than thở với con về cái việc mà ba mẹ đã phải vất vả như thế nào, đúng không? Dạ. Còn với Lâm thì sao nè? Ba mẹ con thì chưa bao giờ thế với con cả. Căn bản là ba mẹ rất hiểu con và không để con bị tổn thương ạ.
Nếu như mà con là cái bạn trong clip thì mà con nghe ba mẹ kể như vậy thì con sẽ cảm thấy thế nào? Con cảm thấy mình bị tổn thương đến tinh thần và lúc đó mình muốn ở trong phòng một mình, không muốn nói chuyện với ai hết ạ. Cảm ơn con. Còn Uyên? Dạ, thì ba mẹ con cũng giống như là ba mẹ của bạn Lâm, cũng không có than thở nhiều. Lâu lâu ba mẹ đi làm, ba mẹ mệt quá thì ba mẹ mới than là ôi hôm nay đi làm mệt quá, kiếm tiền cho con vất vả quá. Khi con nghe ba mẹ than như vậy thì con thấy làm sao, có thương không? Dạ, cảm thấy là tội nghiệp cho ba mẹ. Ba mẹ đi làm cực nhọc mà mình ở nhà mình chỉ có học với ăn rồi chơi thôi. Mà mình còn chưa học rồi chưa có làm tốt nữa. Và con thấy thương ba mẹ nhiều hơn đúng không? Còn với Khoa? Dạ, đối với con thì ba mẹ của con thì cũng ít than thở. Hầu như là trước giờ chỉ có một hai lần thôi. Bố con thì mỗi lần đi làm về thì hay kêu ôi hôm nay đi làm mệt quá, cho ba cốc nước được không? Dạ, hết. Chỉ như vậy thôi đúng không? Trời ơi, như vậy là quá tuyệt vời rồi. Mình sẽ không có cảm thấy là bị nặng nề và bị áp lực ha. Và đặc biệt là trong những bữa cơm gia đình á, những bữa cơm gia đình đang ngồi ăn vui vẻ đầm ấm quây quần với nhau như thế này mà bố và mẹ cứ than thở và trách móc con cái những cái việc đó thì chắc chắn là bữa cơm nó sẽ dàn dở. Có khi mà có mấy bạn ba mẹ cũng làm như vậy, mấy bạn khóc đó, đó gọi là cơm chan nước mắt đó chứ. Cơm chan nước mắt đó chứ. Sao con biết? Quá trời quá đó. Quá trời quá đó. Trời đất ơi. Sao con biết? Dạ, tại vì con nghe mẹ con nói là khi mà ba con la con á thì mẹ con bảo là đừng có làm như vậy nữa, cho ăn cho nó ngon lành đi. Thôi là như cơm chan nước mắt dễ mặn lắm. Là nghe mẹ nói vậy đúng không? Rồi lúc đó ba có la nữa không hay là ba dạ, thôi? Dạ, ba chỉ nhắc nhở rồi xong rồi ăn với nhau rồi đi vô phòng thôi. Cảm ơn con. Còn nhà bên kia thì sao? Không biết con trai thì sao? Mẹ con thì làm giáo viên, công việc cũng khá là vất vả vì phải soạn giáo án. Theo như con nghĩ thì mẹ con làm việc cực nhọc nhưng mà mẹ con chưa bao giờ mà than vãn với con là mẹ con làm việc quá mệt nhọc. Vậy ví dụ giống như con thấy cái tình huống của gia đình của bạn ở trên clip á, thì nếu như ba mẹ của bạn ấy cư xử như vậy thì là con, thì con có cảm thấy bị buồn, bị tổn thương hay như thế nào không? Theo con thì con ăn cơm với gia đình bình thường, nghe tâm sự với ba mẹ, khi nào mà ba mẹ dịu lại. Là có nghĩa là đây là một cô bé rất là tình cảm luôn á. Rất là tình cảm, rất là sâu sắc ha anh ha. Như chúng ta vừa nghe các bạn ấy nói á, tức là các bạn ấy biết rất rõ cái công việc của ba mẹ là vất vả, là cực khổ, nhưng mà ba mẹ không có than. Như vậy thì cái việc mà Vân Trang hồi nãy nói với anh á, tức là nhiều khi mình phải nói cho con biết thì liệu rằng cái việc đó nó có cần thiết hay không? Theo em thì cái việc mình chia sẻ cái công việc của mình với con là một điều cần thiết. Em nghĩ là ở cái độ tuổi này thì con vẫn chưa nhận thức được nhiều về cái giá trị lao động mà ba mẹ mang lại cho gia đình đâu. Mà em nghĩ là sau này á, tầm khoảng từ 5 tuổi, 6 tuổi trở đi á, thì em với anh Nhiên phải thẳng thắn chia sẻ với con. Và con có cái quyền được biết hoàn toàn tất cả mọi việc về mẹ mình đang làm nghề gì, rồi cái công việc đó mang lại cái giá trị vật chất gì cho gia đình, cho xã hội. Đó, thì em nghĩ là con em sẽ hoàn toàn có cái quyền được biết, nhưng mà không phải theo cái cách này. Tức là em sẽ không nói với con để cho con khái niệm cái công việc em làm nó tiêu cực vậy đâu. Tại sao mình đi làm, mình kiếm cái số tiền đó về, mình lo cho gia đình mình, để gia đình mình chi sung túc hạnh phúc, nhưng lại vô tình cái giá trị đó nó trở thành một cái gọi là tiêu cực trong đầu con. Hoặc là đôi khi đứa con nó sẽ có cảm nhận rằng nó là gánh nặng. Dạ đúng, đúng chính xác. Ý nó em muốn nói là gánh nặng và cái khái niệm công việc đó cũng không tốt luôn. Còn với Nhiên thì sao, em nghĩ về cái câu chuyện này như thế nào? Với em thì nó lại hơi khác một chút xíu, là em ít khi nào chia sẻ về công việc của mình lắm. Và đây là những điển hình là những bé này thật ra ba mẹ cũng không chia sẻ quá nhiều về công việc, nhưng tại sao các bạn vẫn nhận thức được cái điều đó? Các bạn nhận biết là ba mẹ, công việc của ba mẹ cũng khó khăn. Trẻ em bây giờ sẽ nhận biết cái điều đó rất là sớm và rất là trưởng thành. Chúng ta có thể chia sẻ thôi. Chúng ta coi như là một người bạn, công việc của mẹ làm rất là mệt, như là một cuộc nói chuyện giữa hai người bạn thôi. Chứ không thể nào mà đem cái điều đó lên mâm cơm hoặc là
trong lúc mình đang dạy dỗ hay là trong lúc mình đang nóng giận mình nói những cái điều đó, thật ra trẻ em nó không tiếp thu những điều đó và nó coi đó là những cái điều tiêu cực. Nó sẽ vô trong đầu nó và nó cảm thấy là quá mệt trong cái điều này. Mình xin có một món quà nhỏ xíu mà mẹ nói quá trời. Mình không hiểu là mẹ đang nói cái gì. Tại vì thật ra là khi mà món quà đó mẹ nói là không cho thì nó đã không còn nghe mẹ nói nữa rồi. Nó chỉ biết là món quà này con không được nhận nữa. Nó chỉ hiểu đến đó thôi. Cho nên cái đó là cần cái sự khéo léo của ba mẹ ha. Dạ. Còn với Long Hồ với Phượng thì hôm nay là bé nhà mình bao nhiêu tuổi rồi em? Con em gần 4 tuổi rồi. Và bé nó biết là em đi hát và biết anh Hồ đi diễn, nó đều biết hết. Và khi mà em mà đi ra ngoài là thường là khi bé nó biết nói là hỏi là mẹ đi đâu. Mẹ đi hát để mẹ mua sữa cho Bi phải không? Là thường là Bi nó sẽ tự nói như vậy. Và để nó nói như vậy thì em cũng sẽ nói với nó. Nó là để mẹ đi hát, Bi ở nhà ngoan nha, ở nhà với bà ngoại rồi mẹ mua sữa cho Bi với lại mua đồ chơi cho Bi nữa. Bé bây giờ nó sẽ không biết là để kiếm được tiền đâu. Chắc chắn là nó sẽ nghĩ rằng là để đi mẹ ra ngoài để mà kiếm được hộp sữa, để mà có đồ chơi, ví dụ vậy. Thì bản thân em cũng có một cái điều là em muốn cho con em biết là ba mẹ đi làm là vì con, để mà con có được một cái cuộc sống tốt hơn bạn hơn bè, ví dụ vậy. Nhưng mà em vẫn không có muốn rằng là mình phải áp đặt lên con rằng là cái việc em đi ra ngoài làm cực khổ đó là việc của em. Nhưng mà để cho con nó biết được điều đó và để cho con nó phải dằn vặt mẹ tôi cực khổ quá, mẹ tôi làm khó khăn quá mà tôi phải xài cái đó vậy, tôi xa xỉ quá đó, em không muốn vậy. Anh nghĩ vậy, nếu như mà mình không cho con mình biết một chút gì về công việc cũng như là về hoàn cảnh gia đình của mình á thì cũng không đúng. Là bởi vì nếu như mà bây giờ con nó cứ nghĩ rằng nó đang sống trong nhung lụa, thật ra là ba mẹ rất là vất vả thì cũng không được luôn. Thì nó sẽ không có một cái động lực, nó sẽ không có sự cố gắng và nó cứ mặc nhiên, nó hưởng thụ cái điều đó. Thì nếu như sau này nó lớn lên nó cũng sẽ như vậy, nó sẽ không có cái sự cầu tiến trong đó. Nhưng mà nếu như chúng ta mà chia sẻ một cách nó gay gắt, một cách nó tiêu cực thì chắc chắn nó cũng là một cái điều không có tốt đối với các con ở cái độ tuổi này. Và bây giờ thì xin muốn nghe ý kiến từ các vị trong ban bình luận. Chủ đề nó rất là hay đúng không ạ? Và chắc là nhà nào cũng gặp cảnh này. Suri bây giờ hiện tại thì bạn ấy cũng đã lớn rồi, tức là 7 tuổi rưỡi rồi, thì cũng bắt đầu biết suy nghĩ nhiều. Bé ngày xưa hay vòi món này món kia, hay là những cái lần giống như nãy vừa nói là tại sao mà con muốn chơi với ba nhiều mà ba cứ đi làm hoài như vậy, không có dành thời gian cho con. Thì Duy cũng có ngồi giải thích với lại con là ba cần phải làm việc để ba kiếm ra thu nhập để có thể mình trang trải cho cuộc sống của gia đình mình, cũng như là ba có thể mua cho con những cái món đồ chơi mà con thích, hoặc là cho con được những cái điều mà con mong muốn. Thì mình cũng nói nhưng mình không bao giờ gay gắt, thì vì với Duy không muốn áp lực và áp đặt cái việc là gánh nặng của người lớn thể đè lên con mình. Thì vì đôi khi đó là những cái điều sẽ làm cho con mình bị tổn thương ở trong cái suy nghĩ, mà dần dà nó sẽ cảm thấy bị mặc cảm và nó có khoảng cách với mình. Đó là cái điều mà Duy không bao giờ mong muốn. Thực ra ở trên cương vị của một người ba mẹ thì Giang có thể hiểu được tại sao hai bố mẹ đó lại nói chuyện với con về điều đấy. Bởi vì điều mà bố mẹ muốn đấy chính là các con học được cách biết ơn và biết được cách quý trọng. Quý trọng những cái gì mà các bé đang có, biết ơn cái công sức mà bố mẹ đã bỏ ra cho cái gia đình này. Bản thân Giang thì ngay hồi con còn bé, con đã hỏi là thế nhà mình giàu hay nghèo. Câu này là dường như là một câu kinh điển. Giang nghĩ đa phần mọi người ở đây chúng ta cũng đều là những gia đình trung lưu. Mình không quá thiếu thốn để cho con phải chạy ăn từng bữa ngoài đường, nhưng mà cũng không giàu có tới mức là con muốn gì cũng được. Và khi mà bé hiểu được cái hiện trạng kinh tế của nhà mình như vậy thì bé cũng sẽ ok, có món đồ này con nghĩ là con mua được, có món đồ kia con nghĩ là nó quá mắc tiền. Thì Giang nghĩ là để cho bé hiểu được cái hoàn cảnh kinh tế của gia đình là một điều quan trọng trước khi mà bé vòi vĩnh hay là bé có nhu cầu. Một cái nhu cầu thứ hai mà bố mẹ cũng muốn khi mà chia sẻ về tình trạng tài chính với con đấy chính là bố mẹ cũng có nhu cầu xả stress. Mình làm việc ở bên ngoài mình vô cùng mệt, con là một em bé yếu thế cho nên bố mẹ sẽ có nhu cầu xả stress lên con. Và Giang nghĩ đấy cũng là một cái mà bố mẹ sẽ cần phải quay lại để nhìn nhận bản thân mình là mình có nên làm như vậy hay không. Cảm ơn Hương Giang nha, và xin mời ý kiến từ chị Thúy ạ. Tí muốn dùng một câu chuyện của một thân chủ mà một em bé năm đó là em mới học lớp 11. Gia đình khá giả và bé được học trường quốc tế. Nhưng mà bé có một vấn đề về trầm cảm. Và bé gặp Thúy thì một trong vấn đề bé than với Thúy là bố mẹ con luôn luôn kể công. Bố mẹ sao phải tốn rất là nhiều tiền cho con vào trường quốc tế, con biết không? Con phải học thế này, con phải học thế nọ. Nhưng mỗi lần mà bố mẹ nói như vậy thì bé cảm thấy rất là khó chịu.
Và bé nói luôn là con có nhu cầu học quốc tế tốn tiền như vậy đâu. Đấy, bố mẹ muốn mà con không muốn sinh ra trên đời này đâu. Tại sao bố mẹ con sinh con ra rồi ép con lũ đủ thứ xong bây giờ lại kể công? Đã, thì cái tâm sự của cô bé đó làm cho Thúy rất là chạm cái trái tim. Thật sự luôn, và tại sao cô bé trầm cảm còn rất là nhiều lý do khác trong gia đình nữa. Nhưng mà quả thật là cái câu chuyện ba mẹ kể công mà không đúng lúc, không đúng nơi như mà cái video mình xem đó, thật sự làm tổn thương bé lắm. Cho nên Thúy rất là đồng cảm với các ba mẹ ở đây chia sẻ và đồng cảm với suy nghĩ các con. Cô rất là cảm ơn các con ở đây đã rất hiểu công việc của ba mẹ và biết thông cảm cho ba mẹ. Cho dù ba mẹ có một đôi lần mệt quá kể công thì các con cũng không có giận. Nhưng mà cái cách mà chúng ta nói với con theo cái cách kể công á, thực sự là lợi bất cập hại. Trong trường hợp này chúng ta thấy một câu chuyện rất thực tế luôn. Hầu hết các bé sẽ trở nên tiêu cực. Thậm chí là tôi đã gặp những trường hợp khác nữa là vì ba mẹ kể công các con lại coi cái công đó nó không đáng. Nên vì thế mà đây là một chủ đề rất là hay. Qua câu chuyện này các ba mẹ hãy xem lại xem mình có đang vô tình vì mệt quá, vì giận quá mà mình làm cư xử như là trong video này không. Trời đánh cháy mới ăn đúng không ạ? Đừng để bữa cơm tràn đầy nước mắt là được. Cảm ơn con rất là nhiều đã nhắc câu đó. Cảm ơn các vị trong ban bình luận và câu chuyện ngày hôm nay rất là hay. Và hy vọng rằng tất cả quý vị phụ huynh khi theo dõi chương trình, chúng ta sẽ có thêm những cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống gia đình để giúp cho các bé phát triển một cách tốt nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần cuối của chương trình, phần thi đấu dành cho các bé của hai gia đình mang tên Thách đấu tài năng. Và bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị bùng nổ trên sân khấu này với những phần thi của hai bé đến từ hai gia đình. Không biết nhà con nhà người ta sẽ chọn bé nào đây? Dạ, chọn chị cả trong gia đình đây. Nè, đây là bé Hồng Ngọc, con của mẹ Hồng Phượng, cho nên là chúng ta sẽ thi một bài hát thiệt là hoành tráng. Còn nhà mình là ai? Dạ, sau khi nhà em đắn đo suy nghĩ thì bên đó đối thủ quá mạnh đi. Nhìn cái bộ trang phục cô ấy chọn là em thấy đây là một đối thủ gọi là không phải là dạng vừa đâu đó. Cho nên là chúng ta phải họp nội bộ. Rồi sau khi bỏ phiếu, bốc thăm, bình chọn làm đủ kiểu ở nhà thì đây ạ, đẹp trai nhất nhà. À, hai con sẽ thi tài năng gì? Dạ, con thi tài năng là hát ạ. Dạ hát, con Hồng Ngọc. Dạ, con cũng hát ạ. Cũng hát luôn, vậy thì quá hợp lý rồi. Mình sẽ kết hợp với nhau trong một tiết mục thật là hay nha. Rồi, mời hai con vào trong, chuẩn bị. Tim cho em rung lên, một hồi.
trời, đôi vai trên vai trên mọi người, ấm đan và nồng nao. Oh oh oh, lung linh và nhiệm màu. Oh oh oh. Từng ngày xa xưa ngày còn ngày thơ, học từng câu du thuộc từng câu ca, chạy quanh ngõ từng chiều gió ma, rồi tôi đứng dọc diều tiên hà, nhìn về phía trước và tôi cứ ngước lên trời cao, mai này là một ngôi sao, tôi bay lên bay lên bầu trời. Cảm ơn các con rất là nhiều nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các cô chú trong ban bình luận nè. Mời chú Duy trước, bởi vì chú Duy là giám đốc âm nhạc của chương trình, là người theo các con trong cả cái quá trình mà các con tập luyện. Mời chú Duy cho ý kiến ạ. Trước khi chia sẻ về những nhận xét của chú Duy thì cũng xin phép được chia sẻ rõ hơn về nội dung của cái câu chuyện của những bài hát này. Thì Hùng Phát là một ca sĩ, là một bạn đã thành công rồi, đang biểu diễn. Thì Hồng Ngọc là lúc đó chỉ là mới là một người đang đam mê nghệ thuật. Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn để thấy ánh sáng như bình minh chói chang. Và cảm thấy là rất là thích cái hình ảnh của Hồng Phát, mong muốn một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một ngôi sao ca nhạc mà xuất hiện trên truyền hình. Thì bạn ấy đã làm được cái điều bạn ấy mong muốn, mà không chỉ như vậy là còn quay lại mà song ca với lại thần tượng của mình nữa. Nên mình có thể gọi đây giống như một tiết mục là được làm ngôi sao và song ca cùng với thần tượng của mình. Và có một điều quan trọng hơn là cái thông điệp của cái medley này chú muốn gửi đến, đó là các con hãy cứ tích cực yêu đời, cứ cháy hết mình với cái điều mình đam mê, và một ngày nào đó mình cũng sẽ gặt hái được cái điều mình mong muốn. Và một lần nữa chú xin chúc mừng hai con vì đã có một phần trình diễn rất là xuất sắc. Đây là một cái thông điệp rất là ý nghĩa luôn, là bởi vì để thành công thì chúng ta chắc chắn sẽ phải có một cái hình mẫu. Ban đầu phải có một cái hình mẫu để mình ngưỡng mộ trước cái đã, và sau đó mình mới nghĩ rằng mình cũng mong muốn được thành công như cái người đó. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái động lực và chúng ta cố gắng nhiều hơn. Thì đây là một cái câu chuyện để nói lên cái thông điệp đó. Cảm ơn chú Duy đã mang đến một cái thông điệp, một cái câu chuyện rất là hay qua phần thi tuyệt vời của hai con nha. Dạ, còn không biết là cô Hương Giang cô có nhận xét như thế nào về hai bé ạ? Giang chỉ có một từ để có thể nhận xét về tiết mục này, đấy chính là xuất sắc. Cả hai bạn đều rất sáng sân khấu, và khi mà các con lên trên đó, các con vừa có một giọng hát rất hay này, vừa làm chủ được sân khấu, giao lưu với khán giả cũng như là giao lưu với các anh chị vũ công. Và Giang thấy là phần trình diễn này hoàn hảo. Xin chúc mừng các con. Cảm ơn cô Giang. Cô ngồi xem say sưa luôn. Hai bé hát này thông điệp quá tuyệt vời, và các con truyền cái năng lượng tích cực cho cả khán phòng.
Và cô Thúy tin rằng bất kỳ phụ huynh hay là các con nào mà đang ngồi trước màn hình TV mà xem chương trình Con Nhà Người Ta đó, mà quan sát các con thì họ cũng có tràn đầy năng lượng tích cực. Cô mong rằng các con sau này dù các con là ai, làm nghề gì, dù ở đâu, các con hãy mang cái năng lượng tích cực này đến với tất cả mọi người nha. Nhưng mà cô tin rằng hai bạn này sẽ tỏa sáng nhiều trên sân khấu, vì các con giống như là các con đang được là chính mình với những cái gì mà các con thoải mái nhất, tự tin nhất và các con thích nhất. Đó là một cái cảm nhận của cô về tiết mục của hai con. Cô chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn các cô chú. Rồi, bây giờ thì mời cả hai con chúng ta về với gia đình của mình nào. Quá giỏi, quá giỏi. Bình chọn cho hai bé sau tiết mục vừa rồi. Và thể lệ bình chọn như sau: ở đây chúng ta sẽ có 70 khán giả. Trên tay của mọi vị khán giả sẽ có một lá cờ màu xanh và một lá cờ màu hồng. Lá cờ màu hồng tượng trưng cho đội con nhà mình, và lá cờ màu xanh tượng trưng cho đội con nhà người ta. Chúng ta thích bé nào bên đội con nhà nào thì mình giơ cái lá cờ màu đó. Tuy nhiên thì quý vị khán giả cũng có thể giơ cả hai lá cờ nếu mà mình thích cả hai bé, không sao cả. Và mỗi lá cờ của khán giả tượng trưng cho một điểm. Còn lá cờ của ban bình luận, mỗi lá cờ sẽ có giá trị là 10 điểm. Vậy thì tổng điểm cao nhất của các bé sẽ là 100 điểm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho bé Hùng Phát, đội con nhà mình, với lá cờ màu hồng. Xin mời. Rồi, bên đây có 34 lá cờ màu hồng. Bên này có 33 lá cờ màu hồng. Như vậy tổng cộng là 67 lá cờ, 67 điểm. Còn không biết các cô chú trong ban bình luận thì như thế nào ạ? Xin mời. 1, 2, 3. Thêm 30 điểm nữa là 97 điểm. Một điểm số khá cao nha. Con không biết là đối với đội của con nhà người ta thì lá cờ màu xanh là bao nhiêu lá đây ạ? Dạ vẫn là 33 lá ạ. Bên đây vẫn là 34 lá. Wow. Vậy là wow. 67 điểm. Vậy còn những lá cờ của cô chú trong ban bình luận thì sao ạ? Ủng hộ hết mình. Tổng điểm chúng ta có là 97 điểm. Và sau 3 vòng thi thì đội con nhà mình có tổng số điểm là 147 điểm. Còn đội con nhà người ta sẽ được 127 điểm. Và như vậy là tuần này đội con nhà mình đã giành chiến thắng rồi và sẽ nhận được một phần học bổng trị giá là 4 triệu đồng. Còn với đội con nhà người ta thì sẽ có 3 triệu đồng cùng với 2 chiếc kỷ niệm chương dành cho hai em bé dễ thương này. Xin mời các cô chú ra bình luận nha. Nhà người ta chưa. Cảm ơn tất cả các cô chú đã bình luận cũng như là hai gia đình đã đến với chương trình Con Nhà Người Ta ngày hôm nay. Và tuần sau chắc chắn vẫn sẽ còn là một tuần rất thú vị, bởi vì tuần sau sẽ là tuần cuối cùng của bảng C. Và nếu như nhà mình đã chiến thắng tuần này rồi, cố gắng nữa ở tuần sau để giữ được phong độ nha. 1, 2, 3. Yeah. Cuối cùng giờ phát sóng của chương trình đó chính là 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.